Rồi, xin chào mọi người. Sáng nay mình chia sẻ cho mọi người xem một cái cá mài dáng long phong lùng lực. Cây thì cao chỉ có 85 thôi. Mà đi giờ mình đi phong lùng. Đó, coi ếch rất đẹp. Hoa nó đang nở rộ trên cây. Mình quên chia sẻ cho anh em xem. Dòng hoa hai lớp nha. Màu vàng rất là đẹp không? Đấy. Đây là hai cái hoa nó còn tươi, nó nở sáng nay nè. Anh em nào thích hoa mai hai lớp cây rinh, cánh tròn như thế này liên hệ mình nha. Hoa rất là thơm nha anh em, nhụy bung xì luôn. Chúng mình cũng còn rất là nhiều cây như thế này, nhưng mà cứ cây nào có hoa thì mình sẽ đăng quay. Đây nó cũng còn mấy cái bông rất là tươi. Tranh thủ quay chứ, mấy cũng gần tuột pin rồi nha anh em. Hoa rất đẹp. Đó, mình zoom là, nói chung mình đỡ cận cảnh nó mệt hoa cho mọi người xem luôn. Hoa cánh tròn. Mấy cái này nó cũng vậy nha. Cái này nó tan này. Hai lớp nó rõ ra. Đấy, chùm chùm vậy đó. Nó đều lên coi hết. Giống này giống đẹp, hoa đẹp đó. Lấy giống rất là chuẩn. Ngoài màu vàng nó đậm, nó tươi lắm nha mọi người. Giờ vô camera nó, bây giờ pin nó gần hết. Nên mình tranh thủ mình quay lại. Nó cứ chấp ché như này. Rồi thì cây này mình giao lưu cho mọi người giá 1.200.000 mình bao ship nha. Anh em khỏi trả tiền thêm. Cứ đúng 1.200.000 thì mình chuyển khoản mình bao ship gửi cây đi. Rồi xin chào ạ.